kính thưa các cụ, các ông, các bà, đại diện cho mọi người, nhà trai cũng giản nói như thế này, cháu Linh thì chúng tôi thì đến nay đã trưởng thành, nhưng nói cho đúng thì hiện nay cháu cũng còn non trẻ và kinh nghiệm sống thì cũng còn rất là thiếu. Hôm nay sắp cả bà nàng dâu, các cụ, các ông, các bà, anh chị em mọi người, nhà trai thì rất mong là các cụ, các ông, bà tiếp tục chỉ dẫn, rồi thương yêu, rồi bảo quan cháu, rồi tha thứ, lượng thông cảm cho cháu những cái thiếu sót của con lao của cháu, để cháu sẽ trở thành một con người không hiếu thảo, một người vợ đảm đang trong gia đình. Cuối cùng thay mặt mọi nhà thằng gái xin cả chân thành cảm ơn và xin kính chúc các cụ, các ông, các bà, các chị em trong buổi lễ thành hôn của hai cháu có hai được mạnh khỏe, và trong quá trình diễn ra hôn lễ của hai cháu và chắc chắn là sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Nếu có gì thiếu sót thì rất mong là toàn thể hội chúng ta các vị khách thông cảm với mình. Tôi xin chân thành cảm ơn.